À, cả nhà ơi, sau khi tụi em ăn uống no say rồi giờ đi chơi tiếp. À, mấy khi mà được với anh đi với anh Nhật Cường đâu? Đây rất là đông. Đây đông ngày lễ của Mỹ, Lê Bà Đi. Ừ. Sao em nói chuyện nhanh, em Lê Bà Đi hay lắm nha mặt. Em nói Leon là em Lê Bà Đi không? Ừ. Nè, lát nữa phỏng vấn cô bán cây ở đây nè. Ủa dễ thương quá nè. Dạ. Cô có bán này cả ngày hả cô? Chút con ra con nói chuyện với cô một chút nha. Dạ. Dạ. Dạ Thúy Nga đây hả? Dạ. Đây mọi người ơi, hôm nay thì tụi em đi chơi với mọi người. À, sau một ngày diễn rồi bây giờ đi enjoy, lịch trình là đi chơi nhiều nơi lắm, nhưng mà tại vì lý do là anh em nghệ sĩ tụ tập nên nhiều chuyện, giờ hết ăn rồi tới đi cà phê nha mọi người. Cho hỏi thăm cái lúc hồi xưa phải ở Nha Trang không? Dạ có, em ở Nha Trang anh. Ở Nha Trang có gần nhà của ông Ẩn không? Ai ông nào? Ông Ẩn, gần ông Trần Quốc Ẩn. À Trần Quốc Ẩn nè, là em quen với ảnh mà. Sao vậy? Cậu anh á hả? Cậu vợ. Anh Trần Quốc Ẩn là thân với em lắm luôn á. Dạ, anh là vẽ rồi làm đủ thứ cho em trơn á. Ái cử một đứa có đi qua đây làm chương trình ở bên Lát Xưa á. Dạ. Nữa. Dạ, dạ, dạ. Em nghe nói, rồi mình mới biết, rồi mới hỏi. Dạ, 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 dạ. Để bây giờ hồi xưa bà nói chứ. Nhà hồi xưa có con thầy. Đại khu ở gần chơi nói dạ. Ok. Rồi cảm ơn anh nha. Để có gì anh nhắn cho anh Ẩn. Anh Âu với anh Ẩn. Dạ dạ dạ. Cả nhà ơi, hôm nay Nga đang ở Virginia quý vị. Thì nãy giờ Nga đi ăn uống xong đó, thì Nga rất là chú ý một cái cô bán cây người Việt Nam ở đây. Thì Nga muốn hoành lại, Nga nói chuyện với cổ. Tại mình á, mình rất là thương những cái người mà Việt Nam mà xa xứ qua đây. Họ sống bằng những cái nghề mà đơn giản, ví dụ như trồng cây, rồi bán rau, rồi làm những cái nghề mà nó kiểu hơi, nó có cái đậm chất của người nông dân đó quý vị. Thì hôm nay là Nga gặp một cái cô này nha, Nga cảm thấy là cô rất là gần gũi. Dạ, 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 rồi em xin chị. Đây thì hiện tại là thấy ở đây rất là nhiều cây nha quý vị. À, cây ớt nè, ô, có cái ớt này dễ thương quá mọi người. Ồ. Cái ớt trái nhỏ này chắc cay á. Ừ. Rồi cây ớt. Ồ, có cây cây lá mơ. Rồi cây dạ con chào cô. Chào chị em. Dạ. Thôi chào chị đi. Dạ, thấy con còn trẻ. Chị là chủ bán cây ở đây hả? Dạ. Chị, cho em hỏi là tất cả những cái cây này là của chị trồng hay là chị đi thâu gom lại rồi chị đem mình ra bán? Mình cũng có số trồng, cũng có số là mình đi lấy hàng ở mấy cái chỗ wholesale. À vậy hả? Chị là chị bán cây như vậy ở đây bao nhiêu năm rồi? Ngày xưa, bây giờ cũng mấy chục năm. Mấy chục năm chị bán ngay dọc đây luôn hả? Ờ, bán theo đây. Nhưng mà chị bán gì, cái mặt bằng chị có phải thuê không hay là? Thuê. Ủa mình đứng hành lang thì cũng phải thuê hả chị? Thuê. Vì một thuê. Tháng mình phải trả đây bao nhiêu tiền chị? Và do ông chủ mỗi ngày 100. Cho ông chủ mỗi ngày 100. Ông trẻ cho ông ngày 100. Mỗi ngày mà chị thuê chỗ này hả là 100. Ừ. Một tuần chị bán mấy bữa? Không, cái này người ta cho thuê tháng, cho bằng phải cho thuê bữa. À có nghĩa là chờ cứ một ngày chị đứng ở đây chị bán cây, ngày nào cũng như ngày nào. Dạ. Yeah. Nhưng là... mà mình không bán mình vẫn phải trả. Mình không bán vẫn phải trả. Thuê mặt bằng vậy đó. Ủa vậy hả? Có nghĩa một tháng đến là chị bỏ ra đây gần 3.000 để chị bán cây đúng không? Ừ. Ồ, em cứ tưởng là chị phải tốn tiền, chị không tốn tiền gì nhiều chứ. Nó phải tốn chứ, người ta đâu có cho mình bán free chỗ người ta mà. Dạ, nhưng mà chị qua đây bao nhiêu lâu rồi? Chắc 40 năm à. Có về Việt Nam không? Có, thỉnh thoảng gì. Cũng lâu lắm không? Chị, nãy giờ em đến em pha làm cái phỏng vấn với chị á, là chị tên gì à? Mừng. Chị Mừng hả? À? Là chị qua đây đi diện gì à? Di dược biên. Di dược biên hả? Di dược biên qua Phi á. Dạ 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 dạ. Ủa chị, ví dụ em hỏi chị nè, mình mùa đông á, mình đâu có cây để bán đâu. Có chứ. Mùa đông mình bán tắc, đào, chơi Tết. Dạ. Hoặc là mấy cái cây mà nó chịu lạnh á. Dạ. Mà mình không có bán. Dạ. Mùa đông mình bán ở nhà.
Coi như là mấy chục năm nay chị làm nghề bán cây từ khi qua Mỹ tới giờ. Ngày xưa là ba mẹ mình bán, bây giờ ba mẹ mình già rồi không có bán nữa. Ngày xưa là chơi rồi bán. Bây giờ thì mình bán nhiều hơn là cây ăn trái được nhiều. Dạ, nhưng mà chị bán cũng được đúng không chị? Được. Nên là hàng ngày là em thấy là ngày nào chị cũng bán mà. Bây giờ thì mùa nó hấp hết rồi thì mình bán ít lại. Dạ, mùa xuân á, thì mình bán rau, cây, mấy cây mà trồng bầu bí, múc dưa rồi đó. Dạ. Ở nhà của chị là ông xã làm về gì? Ông làm cho hãng. Làm cho hãng, còn chị là đi bán cây mỗi ngày. Bán cây. Là những cái cây này mỗi lần chị đi là chị tự khuân vác ra xe hết. Đúng rồi. Chị tự làm luôn. Ủa sao chị giỏi vậy? Đâu có. Phải làm mà cũng nghề làm ăn. Con cái có phụ không? Không. Chị tự nó bưng lớn bê là cái công việc của nó rồi. Ồ, vậy hả? Ví dụ như cái cây này chị bán là gọi là cây gì chị? Cây công quá. À, giống như cây quýt mà cái nhỏ nhỏ không? Đây tắt nhưng mà tắt ngọt. Cái này là một cây chị bán này khoảng bao nhiêu? Tùy cây. Cây như cây chị đang để là bao nhiêu? Cây lớn này á là 250 đến 300. À, nhỏ này 100 mấy. Vậy cũng rẻ. Cũng bằng bên Cali à? Thì tại vì người ta cũng lấy hàng trong hãng đó ra, mà cái hãng nó cho giá giúp vậy, người ta đâu có ra bán rẻ được. À. Tại người ta còn trả tiền mặt bằng rồi nữa, chứ đâu phải người ta làm ăn không free đâu. Dạ. Phải không? Cứ sáng sớm là mấy giờ chị ra đây, tới mấy giờ chị về? 10 giờ. Weekend thì tới 7 giờ. Còn 7 giờ là ra rồi? Không, 9-10 giờ. 9-10 giờ ở đây. 9-10 giờ ra rồi, chiều thì mấy giờ mình về? 7 giờ, ngày thường 4-5 giờ. Chị có cảm giác là cái công việc này nó làm cho chị cực khổ không? Hay là... Nó có cực nhưng mà nó có cái vui. Cực nhưng cái mà này cái nó sẽ stress. À, nó sẽ stress, có nghĩa về nhà chị chăm sóc vườn nữa đúng không? Chị bán cây tính ra là được mấy chục năm ta mới nãy sau. Nếu mà cũng mấy chục năm rồi, cũng 20 dạ. năm thôi. Ba mẹ làm trước xong tới chị. Dạ, dạ. Rồi để chị dắt em đi giới thiệu một số cây nha, để gì em quảng cáo cho chị luôn. Để khách người ta có đến chợ, cái chợ Eden này thì người ta cũng biết là chị bán cây ở đây. Đây, đây là chị Mừng nha quý vị. Chị Mừng là bán cây đây mấy chục năm. Cái đường len này đi có nghĩa là chị phải thuê đó mọi người. Dạ, Thúy Nga đây ạ. Đây, bên cạnh Nga là chị Mừng nha mọi người. Mới vừa phỏng vấn chị xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng khám phá cái vườn cây của chị ở đây. Có nghĩa là mỗi ngày chị thuê ở đây là chị phải trả 100 đồng quý vị. Mà chị bán như vậy là cũng mấy chục năm rồi và rất là ok. Nên là đời sống cũng không có nhu cầu làm thêm nghề khác không chị? Ngoài nghề này còn thêm nghề nào nữa không? Không, mình cũng làm. Bây giờ mình lớn rồi mình cũng làm. Dạ, 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 rồi dạ. Con mình xong, nó lớn nó học hành rồi xong. Em không mua chi rồi em phải nhé. Cho em đợi chị chút, chị nói chuyện với cô, cái xong em chụp với chị lên. Sorry chị, trời ơi em quay chị mà phỏng vấn mà ta chụp hình quá. Dạ, chị, okay. Nãy giờ em vô đây em thích cái cây ớt này, có cây không chị? Cây. Cây thơm ngon lắm. Ủa chị người miền Trung hả? Dạ. Người gốc ở đâu vậy? Dạ, em ở Tu Bông, Đà Nẵng á. Tu Bông, Đà Nẵng hả? Đà Lãnh hả? Dạ, Đại Lãnh hả? Đà Lãnh, chỗ là biển cá rồi nhiều. Dạ hả, lâu nay về Việt Nam thì thấy Việt Nam vui không? Không, em không về lâu rồi, 30 năm rồi. 30 năm không về. Mà ở đây lâu năm mà thấy cũng giống như người quê, không giống mình. Nghe là nghe đấy mà. Dạ. Chị, cái cây ớt này bán khoảng nhiêu tiền chị? Không có bán. Ủa chân trời. Mình chỉ đi chân để bán mấy cây con này thôi. À, cây này là cây gốc của nhà chị. Cây gốc, cây đây mình nuôi được 4 năm. Là chị xong cái chị chiết ra để chị bán? Không, cái hột nó trồng nó ra cây con. À, rồi chị lấy cái cây con này là một lần cây con này chị bán nhiêu? 20 đồng thôi. Ừ, mà rất là cây đúng không? Mà trồng nó sẽ to y chang vậy đúng không? Đúng rồi. Anh ơi, anh người Việt Nam hả? Không. Rồi anh đến đây chơi là anh mua ủng hộ chị vậy? Quen lên thỉnh thoảng có mua chị. À vậy hả? Ủa mà trời nắng nóng nhưng mà ngày nào anh cũng đạp xe hả? Dạ được, quen. Ngày nào cũng đạp xe vòng vòng thể thao anh? Dạ 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 dạ. Cái này ớt là cây này nè chị. Cây này là chiếc ra, còn cây này có 20 nè. Chị rồi cái cây bonsai này bao nhiêu chị? Dạ, 3
anh sai thì vô giá. Cái đó có 400 đô. Cây này 400 đô, đẹp quá ha. Cây này gọi là cây gì chị? Cái nào ở trong mình phải nói cho khách mới biết. Nhưng mà ở vị trí nhà này nó vô mùa đông giá rét mà có tuyết đó, thì những cái cây này nó sao chị, nó mình phải bỏ trong nhà hả? Dạ đúng rồi, cây tropical thì phải ở nhà, trong nhà. Trong nhà, còn những cái cây nào mà ở ngoài được thì nó ok. Vẫn ok. Dạ, nó giống như có cây nó tùy theo zone. Giống như từ mình ở đây là zone 7 mà cái cây nó để là zone 5 đến zone 7 mình trồng được. Hoặc là còn có cây nó để zone 9, zone 10 là ở đây mình trồng được. Dạ. Vậy có nghĩa là nhà của chị ở đây là phải đất nhiều để mà... Không cần đất nhiều đâu. Ở đây bây giờ ít cái nhà có nhiều đất lắm. Có người thì mua hơi xa thì có nhiều đất. Tại vì trong thành phố nó hơi mắc. Chị là còn bà con ở Việt Nam không? Bà con thì khá nhiều. Nhưng mà chị bán cây như vậy, chị có dư tiền để gửi về cho bà con Việt Nam không? Có chứ, mình giúp. Trời, giúp mấy người khổ đó. Nghĩa là giúp được nhiều không? Mình ở quê mà. Đâu biết thì ai cần giúp mình mới giúp. Vậy còn... có nghĩa là công việc bán cây này nhìn vất vả nhưng mà vẫn gửi tiền về Việt Nam cho bà con được đúng không? Thì vậy đó. Giống như đài SPTN đồ, khi họ kêu gọi cho tặng thì mình cũng gọi với mình cho tặng. À, coi như bán cây là coi như ở đâu mà cần cây giúp thì đỡ. Cái đó là công việc mình làm ăn khác. Dạ. Còn bà con khổ cần giúp thì mình giúp, kêu tay rồi vậy đó. Dạ. Thì chuyện đó là chuyện bình thường mà. Mình đâu có nói cho ai biết là mình cho hay mình đi phải quảng bá với ai phải không? Dạ. Chị qua Mỹ này mấy chục năm thì chị thấy cái cuộc sống ở đây chị có cảm thấy là hòa nhập và chị thích không? Thì bây giờ giống như mình ở đây thành người ở đây rồi mà mình ở tới 40 năm rồi. Dạ, dạ, dạ. Thì mình ở đây. À, chị đi từ cái thời mà là 82 tới giờ. Là lâu rồi. Chị qua lúc đó người Việt đâu có nhiều đâu ha. Lúc đó không có nhiều đâu. Có nghĩa là cái thời điểm đó qua là ba mẹ là đã bán cây không, rồi không, không có. Dạ. Không. Mình mới bán. Nhưng mà xuất phát điểm là tại sao mình làm cái nghề này chị? Không mê. Phải. Em có nghề, mình có nghề khác chứ. Nhưng mà khi Covid rồi khi mình nhảy qua nghề đây mình làm luôn. Tại vì ông bà già muốn... À, là làm từ, là mới từ Covid đây thôi. Còn hồi đó là đi bán ít thôi, bán chơi thôi. Rồi Leon, cái cây đó 400 đó Leon. Không được, cây này ở nhà tôi có nè. Leon, cái ớt này cây này Leon. Chẳng lẽ giờ bưng về hay mình xin giống Leon 20 đồng cây mà nó cay dữ lắm. Nhưng mà mình đâu có cầm về được nha. Không, mình cầm cái trái này. Trời ơi, cô cái ca mà. Dạ, dạ, dạ. Nhớ hoài nhớ không ra. Dạ, dạ. Cái này Leon, mình lấy cái giống trái này cầm về nó cay dữ lắm. Cái này mới cay xé hồng nè. Ớt mễ.
cây đó có 10 đồng mà. Không, không, không cây mà không cây có cầm. Qua mới ghế sợ. Mà không có cầm về bên kia được đâu. Ủa sao vậy? Là kali không cho vô. Mà. Ủa về kali không cho vô hả? Không cho lấy vô. Cái hộp giấu vô không, thì được. À, không cho vô. Tại có đất á. Kali là tại vì nó sợ ở trong đó nó có cái chất nì di đó. Do, mấy con này con kia rồi đó. Nó không cho cây ra cũng không nhận cây vô. Ồ, vậy hả? Đúng rồi. Ồ, vậy đem vô là. Chuyện gì mít lòng lắm. Bị phạt. Bên núi đi về chồng đi mốt nghe về. Trời, Leon Vũ này mê cây lắm chị. Có như là nhà Leon Vũ này còn hơn cái dựa cây luôn đó. Đây nè, được ba trái này nè. Đó, ba trái đó. Trời ơi. Cái ớt này rất là ngon á. Này mình nếu ở bên đó mình mua về là hết sảy luôn. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay chị đã cho tụi em một cái cuộc phỏng vấn. Dạ, của mình chị à, tụi em mới tới, đừng có đổ thừa, đừng có nhét tụi em vô. Rồi, chị cái này phải cây rau má không chị? Dạ đúng rồi. Cây rau má nè, cây ngò. Những cái cây này chị trồng được mùa hè thôi phải không? Mùa hè hả? Là cái rau má mùa đông nó lên lại. À vậy hả? Ủa mùa đông nó lên. Nó ngủ đi rồi nó lên lại. Ồ, hay ha. Như là cái sự nghiệp bán cây là bắt đầu từ Covid chứ không phải là trước đây mấy chục năm chị bán. Nhưng mà gì trước đây là chị bán, chị làm về nghề khác. À làm nghề khác. Ở Mỹ nhiều nghề lắm, nói chung là nhiều lắm, đừng có hỏi hết. Nhiều có làm neo không chị? Không. Có nhưng mà không có làm. Có bằng thì không có làm. Không làm. Đó, thịt đi dạ. Hay hôm nay cỡ tự nhiên tôi đứng với chị, tự nhiên tôi cảm giác cao lên cho anh. Tự nhiên tôi thấy tôi giống như hoa hậu vậy đó. Hôm nay là tôi nghe rất là hân hạnh và có cái duyên gặp chị Mừng ở đây quý vị. Và trò chuyện với chị thì mới biết là cái cuộc sống ở đây người ta cũng rất là cơ cực nha quý vị. Có nghĩa là chị phải trồng cây, rồi chị phải chăm sóc cây và mỗi buổi sáng á chị ngủ dậy công việc đầu tiên là thay vì chị bưng chồng xuống giường thì chị phải bưng cây ra đây để chị bán nha. Và chị bán cây như vậy từ cái lúc Covid tới giờ. Và cái mặt bằng thì phải thuê nha quý vị, có nghĩa là 1.000 ba cái gì 100 đô một ngày cho cái chỗ này đó. Rồi xong rồi trong một tháng mà tính ra mình tốn cũng 3.000 đô đi quý vị. Có nghĩa là khách phải tới đây ủng hộ thì là nhiều cây thì chị mới bán chị trả được cái tiền mặt bằng này. Chứ không phải nãy giờ tôi cứ tưởng là chị bán free rồi người ta cho. Nhưng mà không phải nha quý vị. Chị trải dài từ đầu chợ Eden cho tới cuối Eden thì có nghĩa là chị phải trả tiền mặt bằng. Nhưng mà mình rất là cảm thấy là xúc động khi là một cái người đã qua Mỹ mấy chục năm nhưng mà họ sống bằng những nghề đơn giản và rất là nông dân quý vị. Hằng ngày bưng cây ra rồi bán rồi xong rồi chiều lại bưng về. Nó nghe nè, rất là tục. Vũ. Chị bưng cây riết mà chị cao không nổi nha. Đúng không chị? Dạ. Nhưng mà chị bán cái công việc này chị cảm thấy là chị vui. Vui phải không? Nhưng mà ngồi đây nhớ là bôi cái chống nắng vô nha, chị để riết nó nắng da. Da mình nắng. Rất cảm ơn chị. Dạ. Em rất là thích những người mà yêu công việc lao động và siêng năng như chị. Tại vì ở Mỹ mà không lao động là mình khổ lắm quý vị. Chính phủ phải lo cho những cái người khó khăn rồi, nên những người nào mà đã lao động được thì cứ lao động để mình bớt sự hỗ trợ của chính phủ, để chính phủ đỡ cực cho mình. Cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ. Chị cùng quê với em đó. À cùng quê đúng rồi. Em là ở Nha Trang. À Nha Trang. Chị ở Đại Lãnh hả? Đại Lãnh nó ngày xưa em cho em xin mới hành đấy. Dạ dạ. Thích nhất là cái tiếng của anh. Dạ. Đại Lãnh ngày xưa em có ra đó chơi mấy lần rồi đó. Đúng rồi. Ừ. Rồi đây nè, chụp hình với một chị khách giả này nữa nè. Nãy giờ bị chụp hình quá luôn à. Cảm ơn nhiều nha. Cho dạ, chị dạ. Ra cho hai. Có gì chị có clip chị có coi trên channel của em không? Dạ. Có gì coi nha. Em đưa chị lên YouTube đó cho bà con ở quê người ta biết chị khổ, người ta bớt xin tiền lại. Cái môi sầu riêng mà chị thấy như vậy dài dài không có tiền. Em ở đây rồi. Anh cứ đưa tiền xong em sẽ xin sầu riêng ngày mai ngày mốt. Dạ. Chừng dài cho chứ chừng dài hơn á. Dạ đúng rồi. Hôm qua giờ có mấy cô ở đây cứ mua sầu riêng á, đưa tiền. Nói con mai thì ship cho cô. Trời ơi, chị bán cây đúng không? Em bán trái cây. Em nhìn vậy thôi chứ cũng cực khổ lắm chị, qua đây nó cũng bưng bờ với mẹ luôn. Có cái cây riêng chị. Dạ, em bán hết rồi. Không bán lần thứ mấy lần. Nếu anh không mua trái cây em, anh mua cây nhà em đi. Chị em bán. Cây ớt này là bả chân thôi nha, nhà không bán. Anh muốn mua để mua cây nhỏ thôi. Đây là 20 đồng nè. Đó.
bệnh á, chú nhiều bệnh lắm á, chú bệnh đúng không? Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Cảm ơn nhiều lắm. Rồi, ngày mai chị nha. Giờ chẳng lẽ phỏng vấn anh này nè. Anh ơi, ngày anh đi xe gì bao nhiêu phút anh? Đi không biết, thường thường khoảng 30 mà không biết. Ngày nào cũng chạy vậy? Thường nhiều quốc gia đây, cũng bên đây đi chạy. Anh đi như vậy là vợ anh có vui không? Sao vậy? Phải đi sửa đi luôn. À vậy hả? Và ngày nào anh tinh thần nó sao cũng mạnh như vậy đó, quýt quýt kê là anh đi. Cái này là mình đam mê, là mình đi gì để cho nó ốm hay sao? Mùa đông sao chị? Mùa đông sao? Ủa anh rồi mùa đông có đạp không? À có chứ. Wow. Bà nội đạp sao? Không có tiết lạnh có rồi. Ủa mình vẫn đạp luôn. Ảnh á, có lẽ là trong tuần ảnh không có đạp vợ anh, nhưng mà không đạp, không bỏ đạp xe nha quý vị. Anh Tom có một cái đam mê đi bộ môn thể thao đạp xe. Và cứ hàng tuần weekend là anh đạp ra đây. Rồi rảnh rảnh ra tám chuyện với bà bán cây nhà. Cảm ơn anh. Ủa qua coi rồi, hôm nay coi nữa hả? Ở đây là thứ sáu mới về. Vậy hả? Làm đây mà. Hôm qua chụp hình, hôm nay chụp nữa hả? Nó chụp kệ đấy chứ. Dạ. Người đẹp ba. Cho em mua đúng chứ. Dạ. Anh Thơm, sao anh hướng dẫn cho mấy đứa con nó đạp theo anh cho nó vui? Đồ nó không thích. Cần một có một mình anh lẻ loi cho bộ môn này thôi. Có bạn bè đạp chung không? Có. Xe đạp mà 9.000 đô. Ôi, còn mắc giá trị hơn anh Thom luôn. Ủa anh, xe này là tại sao nó có gì mà nó mắc dữ vậy anh? Nó mắc cái bồi giờ gì á. Ừ. Bồi giờ gì nó mắc. Dạ. Rồi cái wheel cũng là cao bằng kia hết. Cái này nó bằng cái gì anh?
ví dụ như có ai đụng mình rồi nó có bị móp nếu miết mà, không? Nếu mà nó cao bằng phai và là đụng cái nó gãy. Nó gãy luôn. Dạ nó gãy. Dạ nó, dạ. Nó không giống nhau. Nhưng mà nó cong còn cao bằng phai và là nó gãy là nó bị cao luôn. Dạ. Cái xe này nó đi theo anh bao nhiêu năm rồi? 2015 tới giờ. Là nó có bị hư gì không anh? À, không. Chưa gì hết. Tại vì nó 9.000 là không anh, ít nhất phải là 9 năm sau nó mới hư. Ồ, trời ơi, dân mà chơi xe mới biết nha quý vị. Lần đầu tiên nghe một chiếc xe đạp 9.000 đô nghe sửng sốt luôn á. Wow, quá trời là trời luôn. Trời ơi, mắc quá. Anh nhưng mà xe này là mình phải order không, dễ mua không? Dễ mua chị, bán sống nó bán nhiều lắm. Vậy hả? Có những xe nào cao hơn không anh? Có chứ. Có mấy chiếc 15, 17 ngàn. Có những chiếc 15, 17 ngàn luôn. Dạ, 20 ngàn có. Ồ. Có xe này á, khi nào mình mua lại của những người họ chạy rồi thì mình có rẻ được bớt chút nào? Có, nhưng mà cũng đa số mấy người mà thích chơi xe họ mua xe giúp lại. Là họ mua thẳng xe mắc luôn. Mua mới luôn, không mua giúp. Tại là mua giúp cho người ta chạy đồng hay kia nọ nguy hiểm. Dạ. Ồ, 99 ngàn đô. Có nghĩa là chiếc xe này tầm khoảng cũng gần 200 triệu nha quý vị, 200 triệu tiền Việt Nam. Anh chắc cho em lái thử cái được không anh? Dễ không? Dễ. Ừ. Để em coi thử cái nha. Để em coi cái review cái xe 9.000 đô của nó có mẹ gì mà sao nó mắc dữ vậy. Trời, cái xe gì 9.000 đô quý vị ơi, em nghe em sốc bàng hoàng nãy giờ luôn. Ôi, cái này là cái bơm hả anh? Dạ, cái bơm xe đó. Xe đạp 9.000 đô. À, anh Tom này đã hành trình với chiếc xe đạp này từ năm 2015 tới giờ nha quý vị. Đi mệt không anh? Quen rồi thôi. Không đi mình mới mệt phải không? Đi mệt. Dạ. Để em thử nha. Đang trải nghiệm đi cho chiếc xe 9.000. Ủa anh đi nó cao quá, sợ em nhón tới hả? Tới. Em sợ em té, con hư cái xe 9.000. Không sợ, hư người thôi, không hư xe. Ồ không, phải phải bước chân mình vô đây cái, một chân vô đây cái. Thì đó. Yeah. Trời ơi, lo quá, lần đầu tiên trải nghiệm cái xe 9.000, má ơi, tôi té một cái là không có tiền rồi luôn. Sợ quá, không dám chạy, tại em đi quốc cao anh, chắc em không dám chạy đâu anh ơi. Đúng rồi, hơi thấp. Cái xe anh mất tiền đúng rồi, em chạy mất công, em té mà cái xe nó ưng á. Dạ, xe yên hơi cao. Cái xe này muốn chạy là phải tháo chân đất ra. Thôi nói chung là em mới chạy. Nói chung là Nga muốn trải nghiệm chiếc xe 9.000 này để mà lái vòng vòng nữa. Nhưng mà Nga cảm thấy là mình không an toàn. Nhất là mình đi cái chiều dài hơi cao. Dạ đúng rồi. Và một điều nữa là mọi người biết sao không? Thì nghe cái giá tiền cái xe em bị sợ. Sợ hư xe người ta. Giống như cảm giác mình ngồi xe mẹ xe đì rồi quý vị bị ngại. Thôi, các em xin xuống anh ơi, chứ cái xe này thiệt sự là em cũng không biết đạp xe nhiều đâu. Nó dở lắm. Không, anh mà cái xe nhẹ nha. Xe 9.000 quý vị, giá tiền thì nó nặng nhưng mà cái xe nhẹ hều à. Cái xe này nó bằng titan đúng không anh? Cao bằng fiber. Ồ, đó, cái xe này bằng cái gì mà nó nhẹ hều rồi quý vị. Chắc lắm luôn. Rồi hôm nay Tiến Nga rất là hân hạnh được đi review một cái xe 9.000 đô quý vị. Rất là vui luôn. Ok, thank you chị Nga. Rồi, thank you anh rất là nhiều nha. Em tính đạp đó nhưng mà em sợ quá. Em sợ mất công. Dạ. Đó, anh đạp như vậy. Dạ. Bye anh nha. Bye anh nha. Đó. Còn anh đạp nè, anh đạp cho mọi người coi nè. Xe cái xe 9.000 nè. Ta đạp cái nhẹ hững mà tôi đạp tôi sợ. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng kim cương cùng Thúy Nga và tìm hiểu thêm một số cơ hội không thể tuyệt vời hơn tại tiệm Kim Hoàng BJ Luxury Jewelry. Bạn đã sẵn sàng để trúng thưởng cùng chương trình bốc thăm hấp dẫn này chưa? Mua kim cương giảm giá tới 50%, trang sức cao cấp Italy giảm giá 65%. Đến ngay tiệm BJ Luxury Jewelry nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ. Và giải thưởng siêu VIP chính là một chiếc nhẫn kim cương
US One trị giá đến 5.000 Mỹ Kim. Wow, nghe mà choáng váng quá đi. Ngoài ra còn 10 giải thưởng đặc biệt hấp dẫn khác đang chờ đợi quý vị. Ngày sổ phiếu chính là vào dịp Thanksgiving ngày 25 tháng 11 năm 2023. Live stream trực tiếp với Thúy Nga, trang sức kim cương giảm giá đến 65% vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, hãy điện thoại cho Philip qua số điện thoại 714-473-8244 hoặc 714-726-9911. Hãy tỏa sáng kim cương cùng với nghệ sĩ Thúy Nga tại BJ Luxury Jewelry.